Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đến đi đến đi, thần hỏa và tinh đồ. Thật sự phải làm vậy sao? Chỉ cần đoạt đi tinh đồ thì người đó sẽ không bao giờ quay về được nữa nhỉ? Ta còn đang do dự gì nữa? Dù gì, hắn đến cùng cũng không lựa chọn ta. Hắn chủ động vươn tay về phía ta rồi. Cả trăm ngàn năm nay. Đây hình như là lần đầu tiên. Đợi đã, hình như có gì đó không đúng. Thanh âm ở xung quanh hình như đang biến mất đi từng chút một. Chết tiệt. Chỉ là hơi chậm một chút thôi. Những tâm diệm kết hỏa này vậy mà lại lắm lấy khe hở nội tâm của ta, lôi ta vào trong tâm diệm mộng cảnh. Hơn nữa, vậy mà có thể đem người luân hồi ở trước mặt ta, cũng to gan lắm. Nhất định lại là Minh Nguyệt Hoa dẫn theo những khô lỗ sư khác nằm. Đến nay trong não trụ biết hắn luân chuyển cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Hành động đi, tìm tung tích của bọn họ, nhất định là phải giành lại đứa trẻ cho ta. Các người cho ta xem là tình hình các người bị cưỡng đoạt rời đi lúc trước hay sau. Bạch Diệm có thể thắp lên mộng cảnh chân thực nhất của mộng cảnh. Có thể làm được điểm này cũng không có gì kỳ lạ. May nhờ có các người, ta cuối cùng cũng làm rõ một việc. Ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt nắm bệnh. Ta trước kia tưởng rằng đây là ảnh hưởng không tốt do chuyển thế mang đến. Nhưng hiện giờ xem ra hoàn toàn là vì từng có người, từng cường hành đoạt đi những ngọn lửa vốn có thuộc về ta. Còn có vết nứt ở trên hồ lô cũng vì vậy mà có. Nếu ta không nhầm, tâm diệm này cũng chỉ thuộc về ta, cũng giống như lúc thế giới thụ thuộc về các lốt lúc trước vậy. Có nghĩa là sự tồn tại giống như là bản mệnh pháp bảo vậy. Các lốt suýt chút nữa thì vì nhánh cây bị phá mà vạn kiếp bất phục, mà ta bị người cường hành đoạt đi lượng lớn tâm diệm. Có thể sống sót tiếp đã là mỹ mãn lắm rồi. Sinh tử đại cừu, hôm nay ta đã nhớ rồi. Chỉ là ta còn có một nghi hoặc. Thân là một trong những người quyền cao chức trọng nhất ở trong não trụ. Vì sao cô ấy lại đồng ý giúp một tia hồn niệm thoát ly khỏi nguyên thần cơ chứ? Ngự phù giao. Cuối cùng cũng đến rồi.
Trung đình nạc minh, không hổ là thiên đế hành cung. Có mười mấy cao thủ nhất phẩm đang lại gần, là thị vệ của ngự phù giao sau. Những gia hỏa này lẽ nào chính là diện thủ của ngự phù giao? Ngự phù giao đã cảm nhận được sự tồn tại của ta, đặc biệt để bọn họ đợi ta ở đây. Mời thay đồ thiên đế bệ hạ đang ở Thái Hòa Điện đợi ngài. Không muốn chết thì cút ra ra, hiện giờ không rảnh xử lý các người. Đại nhân, ngài đi ngược đường rồi, Thái Hòa Điện ở bên đó. Ồ, cảm ơn. Bọn họ không đánh trả sao? Những người ở đằng sau cũng vậy, ngự phù giao là không muốn hoàn toàn lật mặt với ta sao? Nhưng có lẽ ta không muốn tha cho cô ta thì sao? Lẽ nào cô ta thật sự là thấy, trải qua nhiều việc như này, ta sẽ không đoán ra chính là cô ta đã đoạt đi tâm hòa của ta, là người có thâm cừu đại hận với ta sao? Hay là nói giống như nào đoạn Mộc Hoàng Khởi lúc đó, phái đại tông sư đánh nội điện trực vậy. Những cung nữ này chỉ là yểm hộ, sát chiêu thật sự lúc này đang ẩn giấu ở sau người. Ví dụ như hai vị là đại tông sư hả, có rảnh nói chuyện với ta hay không? Sao ngài lại ở đây? Hai vị là ai vậy?